Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay Phương quay trở lại chỗ bán của cô Hồng. Đầu tuần chỗ của cô Hồng bán bún mọc nha. Chỗ cô Hồng trước quay được hai món bún riêu với bún bò rồi. Trở lại quay ngày thứ hai đầu tuần Hồng bán bún mọc. Đây cái nồi trong này có mọc nè. Đó, rất là nhiều luôn, Hồng bỏ vô đây chung với nồi nước lèo. Cho bạn cuối đi. Hôm nay có giò luôn nè. Đây cái thau thịt quá trời luôn, thịt bắp không nha cô chú anh chị, tôi thấy thịt này thịt bắp không mà. Cô Hồng bán giá bình dân mà đồ ăn ngon chất lượng lắm nha. Đó, thịt bắp không à, thịt bắp không thấy cô Hồng. Bắp không. Giò. Cái này bún mọc đang rau nè ha. Đó, cải rau sống với lại rau muống bào. Đây chỗ của Hồng sáng 6 giờ là dọn bán, những cái gì bán dầm tầm 8 giờ 9 giờ là hết rồi. Mọc có một cây đủ. Đây một tô mọc có 30 ngàn thôi. Ủa em gái ăn đầy đủ hả? Ăn đầy đủ phải không? Thịt chứ mọc á. Thịt chứ mọc. Xí quách 20 ngàn. Hai một tô là 50 rồi. Xí quách. Có xí quách thôi. Đây cái này 20 phải không? 30 với 17. Em gái ăn mập gì trời, quên rồi. Rồi chúng chung cái đi. Rồi nha. Ồ, tô chất lượng không đó nha. Tại khách đang ngồi hết bàn luôn. Ăn mì hả? Đụng đi. À, mì nè, đụng đi. Mì. Mì tươi hả? Ba chục hả chị ơi? Một cái tô mọc nữa. Thêm tô mọc. 50, 50. Thêm tô mọc 20 ngàn nữa là 50. Ăn bún bò 357 chị, có mai bún mọc. Ờ, ăn dầm bún mọc đi chị. Mai bún bò cô, mai là ăn bún bò. Sao khách tới hỏi bún bò. Thấy hỏi bún bò không à? Cô Hồng nấu bún bò ngon quá. Cô này nè 50 hả? Mẹ xin quên cô đó đó. Đó là 70. 5 phút rồi con đi. Cho dĩa cao sống cho bé ơi. Lấy một này nữa. Trời, trong này xíu quách nhiều quá hả con? Quá trời. Đưa đi lấy cao sống cho anh á. Rồi đang lấy nè. Anh lên hàng xíu quách. Rồi siêu ít không ạ? Một người ăn rau sống. Rồi chú Kiều Hồng làm tô vô ăn thử rồi đó nha. Cháu có 30 ngàn. Đi về đây đi. Ồ, hấp dẫn. Khách ngồi ha. À, bán món nào chỗ của cô Hồng bán cũng đông khách đó cả nhà. Ngồi khá là mát. Đây hồi cái ngày bún bò. Tươi tươi như một tươi giống như chị của tôi, tươi như một đóa hoa. Trời ơi, xíu quách xương xương ống. Trong nồi này cô Hồng hầm xương ống. Trời ơi, đã không? Vô mà làm kêu tô xíu quách này ăn là đã luôn đó nha. Mời ăn áo xanh vô rồi cho bé ơi. Đây, tô xíu quách này vô cô Hồng. Tô xíu quách là 30, vuông 40. Mối nè. Còn ăn không được 20. Trời ơi, cục này to quá ha. Trời, cục này kêu hai cục này ăn là mệt luôn á nha. À, nó tràn nó đổ nước không mày. À, nó bị nghiêng cái mâm nó nghiêng. Lấy trên chung một tô cô Hồng ơi. Dạ. Okay.
to ở mâm thịt hành đảo á. Mọc đó nhà của Hồng làm luôn hả? Lấy ha. Dạ. Nó ngon á, ăn nó dai dai ngon kìa. Bỏ vô đây chắc cũng khoảng 5 phút là chín nè. Chín có chín sẵn rồi hả? À có chín sẵn. Rồi. Mình bỏ vô lát có bán được. Sao? Dạ. Này có sẵn rồi. Đi làm ngang đây mà muốn ăn món nước là ghét của Hồng luôn. 357 là bún bò. Dạ. Hình như bún riêu bán có một ngày phải không con? Bún riêu mọc một ngày thôi à. Dạ. Đổi món vậy thôi chứ bán bún bò là chủ yếu á. Qua ghé tắm chín lấy á. Dạ, chín không? Nghe đầu. Dạ. Chị ghé chị thấy nó chất đống đống vậy hỏi nó qua nó muốn xe tải bỏ. Dạ. Bún mọc thì bán đông khách nha, mà không bằng bún bò nữa nha quý khách. Đó, mấy cô chú lớn lớn tuổi đây bán không ạ? Không có thanh niên. Ba cô với một chú, cô 7, cô 8, cô Hồng, mấy chú đó. Cô làm lẹ ghê. Vô bún múc nước lèo cho thịt cho chả thốc hành luôn á. Không xào cho thêm thang giò các bạn. Mang về thì bỏ bịch. Ăn đây mấy lần rồi không? Lần này lần thứ ba rồi. Không lần nào cô Hồng lấy tiền, chút gửi tiền nha, lấy tiền nha cô Hồng. Tối lần. Rồi bớt khách ăn xong rồi đi. Tới giờ này cũng tới giờ đi làm rồi quý vị. À, chỉ còn có mấy người thôi. Rồi thì Phương Kiều tô cô Hồng làm tô vô ăn cả nha. Đây Phương có kêu cô Hồng làm cho Phương một tô bún mọc cho nha cô chú chị. Tô này 30.000 nha. Nó kèm với rau nè. Rau muống bào. Với rau sống. Với rau này trụng rồi nha. Nên nhìn nó hơi đen đen xíu nha cô chú chị. Chứ nãy rau nó tươi lắm. Phương thấy này có thịt, thịt bắp nè. Cô Hồng có cho thịt bắp nhiều quá trời luôn. Một cục mọc ha. Không có giò nha cô chú chị. Đây bắp nữa nè, đây chả ha, còn nhiều thịt quá, 30. Này thứ hai chỗ của cô Hồng bán bún mọc khá là đông khách. Cái món mà ngon nhất ở đây bán đông khách nhất chỗ của cô Hồng là bún bò ha. Khách tới đây kêu kiếm bún bò ăn không. Cho miếng mắm tôm nha cô chú chị, cho cái mắm tôm sáng cái mùi nữa. Bún mọc có mắm tôm nha, có mắm tôm này không ngon nha. Cái mùi bánh tôm này nhiều người ăn không được. Tại khách ngồi trong quán cũng khá là đông nhiều chút. Này cái xe của cô Hồng xích lên trên này, không có để xuống lề đường giống như hôm trước nữa. Cho miếng ớt vô. Cái này phải có ớt xay ha. Ngon này ớt xắt. Chanh ớt nè.
trộn lên. Thử miếng nước lèo coi. Nước lèo khá là trong. Nấu đậm đà nha, ngon á. Phải cho ống tôm vô nó ăn mới ngon nha cô chú anh chị. Ở đây có cục mọc nha. Mời cô chú anh chị mình nha, muốn mọc phải có mọc chứ. Khá là thơm, khá là dai nha. Mọc này làm ngon. Đây thịt bắp. Cái của Hồng cũng sắc chín quá. Mời cô chú anh chị mình nha. Nào, nó vừa dính da mà vừa dính mỡ nè. Này chỗ bắp này ăn ngon lắm. Cho rau vô. Thường nào tới cô Hồng cũng vui vẻ nhiệt tình lắm. Mời ăn đó nha. Đưa tiền không chịu lấy. Đi cho hấp món vỗ của cô Hồng cho tướng mộc và Hồng hấp dẫn một miếng bò. Có giò heo nó ngon quá nhỉ. À, có giò heo.
tôm 30 ngàn. Ăn ok.